Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Chiều 26 tháng 8, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua các nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng chính phủ, bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, với 432 trên 432 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 89,81% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Hồ Đức Phước, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tân phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, 66 tuổi, quê ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ luật, Đại học An ninh, cao cấp lý luận chính trị. Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Ông Nguyễn Hòa Bình từng giữ nhiều cương vị trong ngành công an như phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế Bộ Công an. Ông sau đó làm phó bí thư, bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Tháng 8 năm 2011, ông làm viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và giữ cương vị này gần 4 năm trước khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ tranh án Tòa án Nhân dân tối cao vào tháng 4 năm 2016. Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước, 61 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn, tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị, Ông là Ủy viên Trung ương khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông đã có 27 năm công tác tại Nghệ An và trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, ông được bầu giữ chức Tổng Kiểm Toán Nhà nước. Đến tháng 4 năm 2021, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tân Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, 62 tuổi, quê ở thành phố Hà Nội, trình độ là thạc sĩ quan hệ quốc tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh từ tháng 4 năm 2021, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông Bùi Thanh Sơn từng giữ nhiều chức vụ tại các cơ quan của Bộ Ngoại giao như phó vụ trưởng, phó giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế, vụ trưởng chính sách đối ngoại, trợ lý bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Đến tháng 1 năm 2016, ông được phân công làm thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao và giữ cương vị này gần 5 năm trước khi trở thành bộ trưởng ngoại giao vào tháng 4 năm 2021. Chiều 26 tháng 8 tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến, Phó viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó các đại biểu đã bỏ phiếu, kết quả có 439 trên 439 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành bằng 91,27% tổng số đại biểu Quốc hội, có không đại biểu không tán thành. Ông Nguyễn Huy Tiến thành người kế nhiệm ông Lê Minh Chí, người vừa được Quốc hội bầu làm Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Huy Tiến sinh năm 1968, quê quán ở xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông là Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ông có sự nghiệp gắn liền với ngành kiểm sát. Năm 2013, khi đang là Viện trưởng thực hành công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm một tại Hà Nội, ông được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Hai năm sau, ông làm viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Từ tháng 4 năm 2017, ông tiến được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5. Từ tháng 9 năm 2018 cho đến nay, ông giữ cương vị phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ông cũng là chủ tịch Hội đồng tuyển chọn điều tra viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có bốn phó viện trưởng là bà Nguyễn Hải Trâm và các ông Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Quang Dũng, Tạ Quang Khải, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Ngày 26 tháng 8, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15 đã thực hiện quy trình bầu tránh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội khóa 15, được giới thiệu để Quốc hội bầu tránh án Tòa án Nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội bầu tránh án Tòa án Nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín, Nghị quyết bầu ông Lê Minh Chí làm tránh án Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với 438 trên 438 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,06% tổng số đại biểu Quốc hội. Tân tránh án Tòa án Nhân dân tối cao tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp theo quy định sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức vụ. Ông Lê Minh Chí sinh năm 1960, quê quán ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ông là bí thư Trung ương Đảng khóa 13, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Trước khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ mới, ông từng kinh qua các vị trí: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo luật Tòa án Nhân dân, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. Nhiệm kỳ của tranh án Tòa án Nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Tranh án Tòa án Nhân dân tối cao có nhiệm vụ tổ chức công tác xét xử của Tòa án Nhân dân tối cao, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Tranh án làm chủ tọa phiên tòa của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, trình chủ tịch nước ý kiến của mình về trường hợp người bị kết án xin ân giảm án tử hình. Tòa án Nhân dân tối cao hiện có 5 phó tranh án là các ông Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Du, Dương Văn Thăng, tranh án Tòa án Quân sự Trung ương, Nguyễn Văn Tiến và Phạm Quốc Hưng. Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 với ông Lê Thành Vân được thực hiện tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 ngày 26 tháng 8 theo quy định tại Điều 40, luật tổ chức quốc hội, đại biểu quốc hội không còn xứng đáng với sự tiến nhiệm của nhân dân thì bị quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Trường hợp quốc hội bãi nhiệm đại biểu quốc hội thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2 phần 3 tổng số đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành. Ông Lê Thành Vân, 60 tuổi, quê tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trình độ tiến sĩ luật là đại biểu quốc hội các khóa 13, thành phố Hải Phòng, 14-15, tỉnh Cà Mau và là ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách các khóa 14, 15. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng với ông Lê Thành Vân vào giữa tháng 7. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Thành Vân, Ủy viên thường trực của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15 đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ông Lê Thành Vân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tiêu cực lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm trên của ông Lê Thanh Vân đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất sâu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ông Lê Thanh Vân đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình Sự việc khởi tố bắt tạm giam ông Lê Thanh Vân nằm trong diễn biến quá trình mở rộng điều tra vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Hiện công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản theo quy định pháp luật. Đến thời điểm hiện tại, theo số liệu thống kê từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội đã bãi nhiệm 4 đại biểu. Ngoài ông Lê Thành Vân trước đó Quốc hội đã bãi nhiệm ba đại biểu gồm ông Nguyễn Thành Long, Đoàn Vĩnh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Đoàn Vĩnh Phúc, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Trong tuần qua, Bộ Chính trị, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao cùng các địa phương đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt. Trong đó, Bộ Chính trị có quyết định điều động Phân công phó thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng ban kinh tế trung ương. Bộ Chính trị cũng có quyết định điều động, phân công ông Mai Văn Chính, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương làm trưởng ban dân vận trung ương. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định bổ nhiệm Trung tướng Trương Thiên Tô, chính ủy Học viện Chính trị giữ chức phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tá Vũ Quốc Ân, chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức phó chính ủy Bộ đội Biên phòng Bộ Quốc phòng. Thủ tướng bổ nhiệm đại tá Trần Ngọc Hữu, phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, giữ chức phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng. Đại tá Lê Xuân Bình, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được thủ tướng bổ nhiệm giữ chức phó tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ, phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kể từ ngày 1 tháng 9. Tại Hà Nội, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao có quyết định bổ nhiệm thẩm phán cao cấp Đinh Ngọc Huân, tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức vụ phó tranh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Tại Lâm Đồng, kỳ họp lần thứ 17, kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã bầu ông Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Tại Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2024. Tại Điện Biên, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 13 đã hiệp thương cử 78 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa 13. Ông Mùa A Vàng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Bí thư huyện ủy Điện Biên Đông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Gia Lai, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại hội đã hiệp thương cử ra 8 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử ông Trần Minh Sơn, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 11. Tại Kiên Giang, ông Lê Thanh Việt, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa 10 tái đắc cử Chủ tịch khóa 11 nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã có quyết định điều động ông Đỗ Thái Dương, 55 tuổi, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nội vụ đến nhận nhiệm vụ tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Bí thư đã có quyết định về việc chuẩn y nhân sự tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 với 4 nhân sự. Những người này gồm ông Nguyễn Mạnh Cường, thành ủy viên, trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Ông Dương Anh Đức, thành ủy viên, bí thư quận ủy quận 1, thành ủy viên, trưởng ban tổ chức thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Văn Thị Bạch Tuyết và thành ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Thanh Kiên. Tại tỉnh Tây Ninh, Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định luân chuyển, chỉ định bổ sung ông Trần Lê Duy, tỉnh ủy viên, chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh vào ban chấp hành, tham gia ban thường vụ và giữ chức bí thư huyện ủy Tân Biên. Tại Đồng Nai, Thủ tướng đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tại Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Thanh Dũng, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đến công tác tại Cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ, giữ chức vụ Cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ từ ngày 20 tháng 8 năm 2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.